có ngương này. Bút chân. Ngồi cho hết đấy. Này dính đá ghê. Con này chắc hơn ký. Quá đời đá dính rồi. Vậy là đủ ít hen. Chém thôi thầy. Qua tí cá bự không? Mấy con điều hồng này đó chứ. Không, điều hồng này nó mới ngon nè, biết sao. Ừ, đứa mình đâu. Không? Quá thì đã rồi mày. Không. Đẹp quá trời đẹp luôn, vô cái thao dội lên đẹp nữa. Đã nha. Cái này lên mình nuôi không sống. Nó là cái hồ rộng được. Nuôi cái mấy bể rồi á. Dạ. Thằng Duyên đi câu về cái chết à. Câu gì thả nó. Cái hai đó là giống như là nó không sinh sản được, nó ôm trứng á. Dạ. Tới thời điểm đó là nó bị chết, cá chết. Cái này ba ký lên nè. Cái đã. Giao mà nó xước vô tay. Giới. Giới. Đây là con gái chắc được à. Đâu nhất thiết gái người ta những cái nào người ta dỗ là người ta dỗ nè. Hay quá người ta. Quá tí dài cứng này. Cá này hơi khó cạo dải. Này được cái đồ làm cá, cái đó chà đã lắm. Học nghề ha. Ừ, học nghề đi. Quay quảng cáo nghe là cá tai Việt Nam. Đây, đây là món cá tai nhúng giấm nha các bạn. Cá tai nhúng giấm. Cá tai này phải 5 kg đâu lên á. Cá ta nuôi không có cho ăn cái gì hết á, ăn tự nhiên thôi. Có bà Thím á, ở trên Châu Thành á. Dạ. Bà cũng làm cái vụ này nè. Nước dừa. Đây, vậy con để vô cái ăn với bánh tráng. Bánh tráng nem á. Dạ. Cái con cuốn vô, rau sống, dưa leo. Có bí quyết hết rồi ha. Ừ, vậy đó. Những giấm. Món này ăn là hấp dẫn dữ lắm. Ăn không nhé. Rồi, xong. 3 tái hả cô? 3 tái. Ba tái là con cho 3 cái lẩu không nha. Dạ. 3 tái này ăn 3 lẩu nè. Dạ. Yeah.
quá tí cá rồi. Cá điêu hồng, cá chép chiên tương. Nay sai màu luôn rồi. Quá tội. Có cái bộ trứng nó gì bự không con? Không, trứng còn non con. Dạ. Nè. Còn non ha. Cái nó già cái bự dữ lắm. Trời. Quá đã luôn. Ý trời ơi, chưa móc mật ra chị ba ơi. Chút xíu nên nó bể khỏi ăn luôn. Dế con vui là mình chỉ khứa thôi. Này 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 giao nè. Bỏ gì hôm hổm nó để cái nó bể ra đắng nhét á. Cho miếng muối gì ba? Hả? Cho muỗng muối đi. Cho nó đậm đà, cái này nó hơi hơi ngọt tươi. Cười coi. Rồi đó, nó về à. Tụi nghiệm anh về nói hoài luôn, thầy về nói hoài luôn mà cô đâu có biết đâu. Nay mới biết tự nhiên mấy ủa anh Vũ nè, mấy cái số đó ở đâu hả? Chết rồi. Cười coi. Cười nè, cười. Nghe đi con nghe, chú đi con nghe. Hello, xin chào. Đi con. Giỏi lắm. Cười. Xin chào đi con. Đi. Thấy trên Facebook hoài nay mới gặp nè. Phải không? Dạ. Ôi, thầy dẫn nó đi trường á, hồi năm nào cũng có dẫn nó ăn trung thu á. Dạ, có mà lâu quá thì hồi đó nhỏ xíu mà. Ừ. Có ai à? Cá của nhà Kim nè các bạn ơi. Cá của ai? Sao cười? Nói đi đâu? Cá nhà Kim đi. Mắc cỡ rồi. Các bạn về, về quê Kim. Đó, cha con khen đi. Cỡ dài. Rồi ăn đi. Ăn đúng thì cái món cá ta bí luồn ngon quá. Cá luồn này là đúng khách luôn. Nãy cô giới thiệu quá tí luôn mà. Rồi muốn ủa chưa có đầu muốn mắm. Đó đó. Mày giữ nè. Lấy đầu muốn mắm thôi ơi. Không có mình vậy cái lên list rồi nghe cho nó vui ha. Thơm ha, chị gửi cá lên lên cho cái món mà. Đẹp quá thầy. Nè. Nó sẽ tự vàng. Cái này là 1 tấn nha. Rồi lỡ mà nó kém một cái là con bán được mất mấy ngàn đó con chim mua. Ôi lý thịt vàng. Còn không hai nước được là thịt nó tự vàng. Ngon. Nhưng mà vậy nó vàng á. Nó trắng là cực dữ lắm. Tiền không á nên nước mà kém là người phải mua. Quay món cá tả bí lù với cô giới thiệu quá tí luôn mà. Vô đã quá à. Nãy giờ đỡ nha. Dạ, cái đó nó tự nhiên. Thấy gì xưa y tiết không? Dạ. Là giờ nói tiếng không được mẹ hả? Dạ, tới nước ngoài luôn rồi mà. Ghê chứ, đó nó gì? Đúng rồi. À, gì mà vậy? Sơn Tùng là số 1 đó, số nhì số nhì của Việt Nam á nghe. Dạ. Con cá này để vô chút xíu chứ nè. Để cho nó mỏng ra không sao? Không, mà nếu mà anh nào để chín thì chừng hồi không có thưởng thức miếng nào sẽ bị. Lại quên cân cái ký tại. Không tới 5 ký. Tối nay về về lấy cân cho tao nghe. Tôi vừa gọi nước. Đi ra. Chết trời luôn. Mấy ngày cũng lâu mà chết. Thì tối em bắt nó ra em cân lại. Cái này nước phèn chịu nổi. Cái này dai dai dữ rồi nha. Nó bị cái. Vô lại. Tôm được phải không? Dạ tôm, cua với cá. Cua phải lặt cho ngon lành được phải không? Chạy gốc không phải đạp. Cua thịt thơm cua gạch. Nói một cái rồi đúng là không có là bỏ luôn xe. Chín vừa. Chín dữ rồi. Chín vừa. Chưa đâu, này chưa. Dạ. Đi đây là lấy đầm bó khác khác vô đi. Chín không được. Không quên ba năm. Ừ. Cái gì? Cái việc của thầy sai cho đó. Phải không? Chưa chín ha. Cho vừa mất. Gấp ngay giữa vậy là nó cứ bể rồi chín ha. Cái này dễ. Đâu? Chấm mất đâu mà. Không đâu, không đâu. Nó này muốn đổi rồi. Hai cái hả? Đó.
vừa rồi tôi giống vừa cái vừa khác mà nói hàng tôi làm giống các mẹ các kiến mẹ phải không? Còn anh khỏi cần leo anh xả một cái không còn dữ lắm. Đổ làm cái đó, cá thì kêu cái gì mà cái ta này thầy cái ta bao cái ta bao mập nhà nuôi bảo đảm không có phân thuốc còn là ăn cái thức ăn mà nó ưa thích không rồi mời mời mọi người đúng cái này nó miếng kêu bằng cái miếng bằng đạp nè nó nuôi 1.000 con tiễn lại có một con hả thầy cái con này hơn mới vô giá lại cho dung gì người rớt lúc đó nữa ngon quá quá tâm điệp nặng quá bên Hải ở đâu ở bên Châu Thành nè bên năm đường Giao Lâm á rồi thôi bỏ đó xuống rồi nhấp này cầm quay bây giờ nữa lại được không nói nhiều không được thôi đi hiểu ở gần nghe nói gì đâu còn uống chừng nhiêu này được không biết tôi canh chừa chứ vậy đó mày phải uống hết hả mày uống hết vậy uống hết chừa chừa ha nhưng mà cũng rước chút không rước chút thôi hay là rước khá khá nhưng mà tùy làm cái chủ đi chừng hải phải không gần khu Giao Long hay là ở trại Giao Long ngay Giao Long Giao Long Giao Long không em thì tên Thắng bạn của cháu thơ đây cái quay bạn Vũ hả? Không. Cao rồi tao không dám. Ờ cái đó để ngay trong tính. Cao cao. Mình có tới không trứng. Ờ con cá nó rẻ ghét bao nhiêu ngàn. Không có liếc qua bên đây nha. Làm sao coi cho được á làm bệnh lo quay bệnh không bệnh ăn hết cả. Tao đứng đây. Chú tao quay rồi. Đúng rồi. Vậy quay nó tao ăn. Đứng đây ăn cái này. Bò gốc. Tới giờ mẹ. Con cá này nó đợi ăn chứ nó có bầu luôn. Bầu luôn, bầu luôn trước. Cái tính hồng hả? Cái đuôi tung hai con nó hơi bị dài được cái đầu bên kia xíu dạ đang gắp lại đó hồi hồi đó mày cũng ăn ở sao mà giờ hơi tên là đầu nơi đó được rồi thở gì cũng mình có thành sao đi ăn Mỹ không có qua không thỉnh có tao không nói tao cha không nói không qua không giận lớn già lớn con đây 44 đâu trường nào trường Nhã về ở Bình Đại về phải không đâu giải thích thật phải không điều tra hết, không biết. Sao biết? Điều tra hết. Tại nó mới về thì tôi phải nghiên cứu tới mức độ vậy.